Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Viết Hòa. Nhiều người hỏi tôi là cách nuôi gà như thế nào cho nó đẹp, cho nó khỏe mạnh. Thì tôi đã chia sẻ nhiều video rồi. Đấy, và tôi có nói về cái việc mà bảo vệ 5 lớp. Thì nhiều người hỏi bảo vệ 5 lớp như thế nào. Sáng nay cũng có một anh ở Bình Dương hỏi là ở Sài Gòn nhé. Hỏi là tôi nuôi gà như thế nào mà gà nó... ỉa phân nó không hôi. Anh mua bao nhiêu con nhỉ? 7-8 con gì đấy. Bao nhiêu con nhỉ? Anh mua khá nhiều ở đây mà anh bảo về thấy gà của tôi nó không hôi như gà anh đang nuôi. Thì tôi sẽ bây giờ hôm nay mình chia sẻ cái chuyện mà bảo vệ 5 lớp đi. Để khỏi bị lan man thì chia sẻ luôn vào vấn đề. Nói dài nhiều khi thì nó nhiều người dễ hiểu nhưng mà nhiều khi có nhiều người họ lại bảo mình nói dài. Thế bảo vệ 5 lớp thì lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất là hệ thống hàng rào thép gai, hệ thống bảo vệ. Đây nhá, quay này nó bị khuất nhỉ. Sao mà quay được trên cao kia ta. Đây, lớp thứ nhất là cái lớp sắt nhọn đây này. Đó, sắt nhọn và sắt cọp này. Sắt đen này. Đó, bên này thì có hệ thống sắt trắng này. Đó. Đây là hệ thống bảo vệ đầu tiên. Lý do là gì? Nếu mà chúng ta không bảo vệ được ấy, thì nhiều trại bị nó ăn trộm hết. Thì đầu tiên chúng ta phải xây tường thật là cao, trong đó phải có sắt bảo vệ. Đấy là đầu tiên. Tiếp theo đó thì chúng ta phải có chó để nó báo động với chúng ta. Và nếu chúng ta nuôi được một số con chó tấn công nữa thì càng tốt. Ví dụ chúng ta thấy tôi có một số con chó tấn công mà tôi có quay trên YouTube đó. Nó thả ra là nó lao đến nó cắn liền lập tức. Kể cả có vác côn kiếm gậy gộc thì nó cũng tấn công. Đối với chó thì như tôi đã hướng dẫn nhiều lần, chúng ta phải bắn tôn và chúng ta phải có lưới nhỏ ở phía ngoài này, trong trường hợp nó có ném thuốc vào không thể ném được, có bắn vào không bắn được qua lưới này. Đó, lưới nhỏ bên ngoài, xong trong này là lưới B40, tiếp theo lại tôn và hàng xong mình làm dày như này. Đó, có muốn bắn vào rất khó để bắn vào. Đấy là khu vực của chó. Khu vực của gà cũng vậy, nói chung cũng đều phải có hệ thống lưới bảo vệ. Rồi hệ thống sắt bảo vệ. Sắt bảo vệ thì đều được bảo vệ xung quanh hết, sắt nhọn. Sắt nhọn và sắt bẻ cuộc xuống đều có sắt bảo vệ xung quanh. Đấy là hệ thống bảo vệ đầu tiên. Hệ thống bảo vệ tiếp theo là hệ thống mà rất là quan trọng, nhiều người nuôi gà hay chết là do chúng ta không bảo vệ được cái chuyện nắng, mưa, gió. Đó, nắng mưa sương gió. Nếu như chúng ta cứ để mưa chảy tè le vào trong chuồng thì nó cũng bị, hoặc chúng ta để cho gió tạt mạnh quá nó cũng bị. Thì chúng ta phải thiết kế làm sao mà không được để nóng quá, không được để lạnh quá. Đấy, thì nó phải, chuồng nó phải thông thoáng về mùa hè nhưng nó phải ấm áp về mùa đông. Nó khó là ở chỗ đó. Rồi có một số người hỏi tôi là cái chuồng này thì láng bằng xi măng hay là bằng tôn. Thế đầu tiên chuồng của tôi đầu tiên thì tôi làm bằng tôn. Nhưng mà sau đó thì tôi có cho láng xi măng. Có một số chuồng đã láng, có một số chuồng chưa láng. Lý do vì sao mà có chuồng láng, có chuồng chưa láng, bởi vì có những cái chuồng mà rảnh thì láng, còn có những chuồng mà đang bận thì chưa láng được, hoặc là có những chuồng nó thủng thì buộc mình phải láng. Đấy. Thì cái việc mà láng chuồng nó là như thế. Thế còn đấy là cái còn lưới này thì chúng ta bắn lưới này như tôi đã giải thích là nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là không để gà ngoài mà gà trong nó đá đánh nhau. Bởi vì ở trên này mình tưởng cao này thôi nhưng ở dưới nó nhảy lên. Nó vẫn mổ trúng ở thằng bên trên. Đó, cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không bắn lưới thì gà con rơi xuống gà ngoài nó cũng đánh chết. Và cái nữa là chúng ta không bắn lưới, chuột nó vui chui gà nó cũng cắn chết gà. Đấy là hệ thống bảo vệ thứ hai. Hệ thống thứ ba. Đây, cái này tôi sợ nhân viên quên nên tôi cho in lên chủ trại luôn. Đây là bảo vệ 3 lớp. Thì 2 lớp tôi đã nói rồi. Bây giờ lớp thứ ba là lớp vôi bột, bồ kết, vỏ bưởi. Đó là lớp thứ ba. Thì vôi bột là chúng ta thường xuyên đặt một cái chậu vôi bột ở phía trước các cửa này. Khi mà mọi người đi vào đều, nhân viên và mình đi vào thì đều đưa chân để cọ vào cái vôi này. Đó, để cho nó sát trùng. Nó chết virus đi, nó sẽ đỡ.
chúng ta đi vào. Còn bồ kết thì như tôi đã giải thích rồi, bồ kết là đây, bồ kết là chúng ta xông mỗi tháng khoảng 3 lần. Chúng ta xông như thế thì cái khói của bồ kết nó diệt các cái virus trong không khí rất tốt, nó hạn chế các cái bệnh liên quan đến ho khẹt đường thở của gà. Đó. Đấy là lớp bảo vệ thứ ba. Vôi bột thì chúng ta nên thường xuyên chúng ta rắc ra nền. Thường thường thì người ta 2-3 tháng rắc một lần, tuy nhiên là một tháng rắc một lần thì cũng lại càng tốt. Bởi vì cái vôi bột khi mà chúng ta rắc vôi vào thì nó diệt các vi khuẩn. Cái chuồng gà chúng ta không thấy có mùi hôi luôn. Đó, nó hay ở chỗ đó, cho nên là chúng ta rắc vôi bột là một cái điều rất là tốt. Bồ kết thì như tôi đã nói là khi xông không những là tốt cho người mà còn tốt cho cả gà, cả chó gì cũng tốt hết á. Rồi, lớp bảo vệ thứ tư. Chắc là mình đi tiếp rồi mình nói cho nó sinh động chứ cứ đứng loanh quanh ở chỗ này. Đi tiếp mình nói đi. Thì ai có cái gì cần hỏi chúng ta cứ comment bình luận chúng ta hỏi, tôi sẽ trả lời nhiệt tình. Lớp bảo vệ thứ tư là những cái đồ ăn, ví dụ như là tỏi, khế này. Tỏi thì để nó hạn chế các cái bệnh liên quan đến đường ruột. Đó, như là tiêu chảy hay phân xanh phân trắng, nếu mà chúng ta thường xuyên cho ăn thì cứ khoảng tuần chúng ta cho ăn một lần thì cái việc mà gà nó bị bệnh đường ruột sẽ rất hiếm khi xảy ra. Đường ruột thì nó có nhiều bệnh lắm, gumboro hay là tụ huyết trùng hay là, nói chung là đường ruột thì nó có nhiều bệnh. Đây, chúng ta ngắm một tí vừa xem vừa nói. Tỏi thì chúng ta cứ nên cho ăn một tuần một lần. Đây, cái này nhân viên cho ăn bẩn quá, bẩn ghê luôn á, khiếp. Như là nhiều khi mình làm chứ còn để nhân viên làm, có những người họ làm bẩn lắm, làm nó làm thức ăn mà thấy nước nước lềnh bềnh đâu như thế, gà nó ăn nó rất là bẩn. Bẩn thì nó sẽ không thể nào phát triển lớn được. Và nhân viên thì có những người họ hiểu, có những người họ không hiểu. Đàn này là xuống vào ngày, nó nở vào ngày 30 tháng 4. Có nghĩa là được bao nhiêu ngày rồi ta? 30 tháng 4 hôm nay mới 20 ngày rồi. 20 ngày. Đấy, đây là đàn gà 20 ngày. Còn đàn bên này là mùng 7 tháng 5. 17, 13 ngày. Đàn này cũng 13 ngày. Đấy. Đàn này 13 ngày rồi. À, chụp cái ảnh nhỉ. Chụp con này, mấy cái này cái ảnh luôn để tí nữa làm cái ảnh. Rồi. Khế thì nhiều người cứ hỏi tôi là khế thì nên cho ăn khế ngọt hay khế chua, thì thực ra thì khế chua thì tốt hơn, nhưng mà khế ngọt thì cũng tốt. Còn nếu mà thi thoảng chúng ta cho ăn thêm được các cái lá bốp bốp thì nó có con ăn có con không. Lá bốp bốp đây này, lá bốp bốp này thì có con nó ăn có con nó không ăn. Đây, lá nó phát triển rất là ghê đây. Đó, một số nơi gọi là lá cộng sản các thứ. Cái này chữa bệnh đường ruột cho người cực kỳ hiệu quả luôn. Thì những cái trại gà hay rất hay bị trộm nhòm ngó, cho nên là chúng ta cần phải có những cái hệ thống sắt rồi hệ thống thép gai các thứ để bảo vệ nó. Đấy là bốn thứ rồi, bốn lớp bảo vệ rồi đúng không? Tôi nhắc lại cho quý vị các bạn nha. Lớp thứ nhất là hàng hệ thống bảo vệ bằng thép gai cộng với chó. À, đây đại ca cọp chào chào khán giả đứng đấy chào. À, chào nào, chào. Cọp chào. 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 Rồi, cọp giỏi. Thôi rồi, à nhè răng lên đấy. Nhè răng. Chào. Rồi, giỏi. Đấy, để đấy nhá. Thì chúng ta có những con chó mà chó tấn công rất là tốt, khi chúng ta cần cái là nó tấn công, nó xử lý liền. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể để ở trên tầng, chúng ta có thể thiết kế một số cái thứ
gì đấy, tùy theo chúng ta làm sao, ví dụ như là gậy gộc hay là cái gì mà không vi phạm pháp luật thì chúng ta có thể đặt ở trên. Đấy, tiếp theo là thứ hai là bảo vệ nắng mưa sương gió, thứ ba là tỏi và sát trùng, đấy, vôi bột này, vôi bột và sông, thứ tư là tỏi và khế, và thứ năm là hệ thống vaccine. Vaccine thì nói thật nhân viên rất hay quên, cho nên mình cho in hẳn một cái lịch dán ở đây. Đó, nhưng mà nhân viên họ vẫn rất là hay quên, nên là mình thường xuyên làm các video, có những người họ học theo họ làm còn tốt hơn cả nhân viên mình. Mình gọi điện là họ bảo họ làm tuân thủ những cái gì mình hướng dẫn, họ làm rất là tốt. Và gà của họ rất là khỏe mạnh. Nói chung là làm này nó cũng vui và cũng giúp được nhiều người. Nhiều người họ cảm ơn, thậm chí nhiều người họ còn gửi quà cho mình. Đấy. Thì chó thì như tôi đã nói là chúng ta nên nhốt ở khắp mọi nơi, chứ không nhốt cố định một chỗ. Chỗ nào cũng có chó hết. Đây, góc nào cũng có chó, chứ đừng có... Chị ra ngoài. Mi Lan ra đây. Rồi, ở đây. Rồi, chị sắp đẻ rồi chị. Ở đây nhá. Ở đây mà đi lại khi chó mà sắp đẻ, chúng ta đừng có cho nó vào ống chuồng. Nhân viên mình không nhớ, họ cứ đừng có mở chốt cho nó vào ống chuồng. Mình nên mở ra để cho nó đi lại. Nó đi lại thì hôm nó đẻ nó sẽ dễ đẻ. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhốt trong chuồng của nó. Ăn đi ngoan nhá. Này. Thì mình như một mình thì mình không thể làm được với công việc nó nhiều. Cho nên là mình tuyển thêm nhân viên. Thì nhân viên thì nó cũng tùy người, có người thì họ làm rất tốt, có người thì họ làm chưa tốt. Thì mình cũng cứ góp ý dần dần thôi, không sao cả. Miễn là họ làm việc tử tế là được. Đấy, còn cái chim trĩ hôm trước là cũng vậy, chúng ta cũng nên tiêm phòng cho nó giống như gà. Chúng ta nên tiêm phòng đầy đủ, hệ thống vaccine các thứ đầy đủ cho nó. Đấy nha, chúng ta nhớ là cứ vào là chúng ta dẫm chân vào vôi. Hệ thống sát trùng. Đó. Còn vaccine thì như tôi đã nói là nó có rất nhiều loại vaccine. Nhưng mà chúng ta cứ làm được vaccine nào chúng ta làm thôi, chứ làm hết tất cả thì rất là khó. Đây này, ví dụ như cái này. Cái này nhân viên Lasota đây. Đấy, Lasota thì 5 đến 7 ngày chúng ta nhỏ thuốc lần 1. Rồi 21 ngày nhỏ lần thứ 2. Đó, và sau đó thì cứ 45 ngày cho đến 60 ngày chúng ta tiêm phòng. Là ok thôi. Con này thì mới nở được. Con nào cho xem là con cái nào. Đàn này thì mới nở được đây, mùng 9 tháng 5. Thế mà 11 ngày là nhanh phết. 11 ngày đấy. Đấy, thì chúng ta nên ghi như thế. Nói chung là tôi cũng không thấy mấy ai ghi như tôi, kể cả hệ thống vaccine các thứ. Nhưng mà trong quá trình làm thì mình cứ rút kinh nghiệm dần, mình làm sao cho nó hiệu quả. Chứ ngay lập tức mình không thể ai họ bày cho mình cả. Mà có bày có khi mình cũng không làm được như vậy. Mình cứ trong quá trình làm mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ chỉnh sửa dần làm sao cho cái trại của mình nó hợp với mình nhất. Có những người nuôi gà toàn bị chết và bảo tại cái tay tôi nuôi không được. Không phải đâu. Chúng ta cứ tuân thủ cái hệ thống bảo vệ 5 lớp như tôi. Đấy, có những người bạn của tôi ở Ninh Hòa bảo là gà nuôi không bao giờ dám bán ở Ninh Hòa. Cậu bạn tôi bảo là không dám bán ở Ninh Hòa bởi vì bán nếu mà gà hay ấy, là nó bắt trộm hết. Cậu nói thế. Cho nên là chúng ta phải tuân thủ các cái hệ thống bảo vệ. Nào là bảo vệ người, nào là bảo vệ nắng mưa, sương gió, nào là bảo vệ bệnh tật. Đấy. Cũng có thể chưa từng ai nói cái hệ thống bảo vệ 5 lớp như tôi. Vì cái này là tôi hay nói với nhân viên của tôi thôi, chắc cũng chưa từng ai nói đâu. Trên mạng chắc chưa từng có ai nói cái hệ thống bảo vệ 5 lớp này. Mọi người cứ tuân thủ làm. Mình rất vui là cũng giúp được nhiều trại, là anh em người ta chữa bệnh được thành công. Thậm chí có những trại người ta nuôi mấy chục năm rồi nhưng mà họ cũng chưa có kinh nghiệm về bảo vệ rồi thuốc thang là họ không biết tên luôn. Kể cả Newcastle họ còn hỏi mình còn phải chụp ảnh gửi cho họ nữa, họ không biết Newcastle là gì.
Đấy. Thì cái gà này chúng ta nuôi thực ra là sức đề kháng của nó rất là tốt, nó rất ít khi bị bệnh. Tuy nhiên là Newcastle thì nó không loại trừ bất kỳ một gà nào, nên là chúng ta cũng nên phòng cho nó. Thế còn bệnh đậu á, thì nếu mà chúng ta nuôi sạch như tôi này thì hiếm khi nó bị đậu lắm. Đậu chủ yếu là do bẩn hoặc do ướt thôi thì nó mới bị đậu. Đấy, còn bọn này thì sức đề kháng tốt rồi. Mấy cả mình nuôi nó cũng cách biệt ra, nên là bọn này thì ít khi nó hiếm khi bị bệnh. Nào, hôm nay thế nào? Chào khán giả cái. Nhiều khi chào vui lắm, nhiều khi đến giờ là hót mầm mầm. Nhiều khi chả chịu hót gì. Và nếu có gì cần hỏi nữa, quý vị và các bạn cứ để lại câu hỏi cho tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.